Chào mừng bạn quay lại với Nga kể chuyện. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về sự kiên trì nhé. Khi bắt đầu hành trình thiền tập, chúng ta sẽ có những câu hỏi về nó như: ta nên thiền trong bao lâu và với tần suất thế nào? Nếu như lịch làm việc không cho phép ta thiền mỗi ngày thì sao? Thực ra thì bạn càng thiền nhiều và thường xuyên thì bạn sẽ thấy kết quả rõ ràng hơn. Điều đó cũng có nghĩa bạn hãy cứ thiền bất cứ khi nào có thể, dù ít cũng hơn là không. Dù chỉ 10 phút thôi cũng sẽ giúp bạn tập trung hơn trong suốt cả ngày. Chìa khóa cho việc luyện tập thiền thành công chính là phải luôn luyện tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu bằng việc tìm một tư thế thoải mái. Bạn có thể nằm hoặc ngồi, miễn là luôn giữ thẳng lưng và tỉnh táo suốt bài thiền. Thả lỏng hai tay lên đùi hoặc để xuôi theo cơ thể. Nếu bạn nằm, từ từ nhắm mắt lại. Duỗi nhẹ vai và cổ. Hãy dành chút thời gian để tập trung vào chính giây phút này. Để ý tất cả những điều bạn đang trải qua, đang cảm nhận, đang suy nghĩ trong hiện tại. Hãy hít một hơi thật sâu, đưa không khí tràn vào đầy phổi. Rồi thở ra từ từ, đẩy hết không khí trong người ra bằng miệng. Tiếp tục hít thở sâu một vài hơi nữa. Bây giờ hãy để hơi thở quay trở về với nhịp điệu tự nhiên của nó mà không có sự can thiệp nào cả. Để ý tới khu vực xung quanh cánh mũi, ngay phía trên môi. Với mỗi hơi thở, hãy cảm nhận luồng không khí mát lạnh tràn vào cơ thể bạn. Và luồng khí ấm từ cơ thể thoát ra. Sát luồng khí đi vào cánh mũi. Thở ra, quan sát luồng khí đi ra.
thể cảm thấy ở xung quanh cánh mũi hoặc phía trên bờ môi có thể có một chút cảm giác nhột hoặc rung động nhẹ. Bất cứ điều gì, hãy quan sát nó và tiếp tục duy trì nhịp thở. Sẵn sàng, hãy từ từ mở mắt ra.
rất tốt. Cựu vận động viên tennis người Mỹ Kofi Anteras từng nói: cứ bắt đầu từ nơi bạn đang đứng, sử dụng những gì bạn có, làm tất cả những gì bạn có thể. Nếu đặt ra những mục tiêu hơi cao, bạn có thể sẽ cảm thấy nản và nhanh chóng từ bỏ. Hãy dành ra những khoảng thời gian và cột mốc hợp lý. Một khi bạn đã có thói quen luyện tập hàng ngày rồi, bạn hãy thử tăng thời gian luyện tập thêm 10 phút mỗi ngày. Hay nếu như bạn thường xuyên bỏ tập, thì một trong những cách tốt nhất để trở lại luyện tập là giảm thời gian nằm trên giường. Kể cả khi bỏ lỡ một vài ngày thì cứ dịu dàng với bản thân. Bạn khó tránh khỏi những khi mệt mỏi hay bị ra một deadline quá sát. Chỉ cần bạn quyết tâm quay lại tập luyện và bắt đầu lại từ đầu. Điều này đúng với mọi lĩnh vực bạn đang theo đuổi, chứ không chỉ với thiền đâu. Cảm ơn bạn vì đã kiên trì tập luyện. Hẹn gặp lại bạn trong các chủ đề khác.